cô chú anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn nè. Hôm nay Bếp Linh Nguyễn chia sẻ cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem tổng hợp 7 món ăn nhanh gọn lẹ Bếp Linh Nguyễn làm cho hai người ăn nha. Rồi bây giờ mình giới thiệu các nguyên liệu cho cô chú anh chị mình cùng xem. Nào là món canh chua, canh sườn non nấu cải chua, rồi gà kho rau găm, rồi sau đó là canh khổ qua cá thác lát, rồi cánh gà chiên nước mắm, rồi lòng mề gà, đồ xào với lại củ hành và tất cả các gia vị. Thì một hồi mình sẽ làm cho cô chú mình cùng xem nè. Rồi ở đây là canh chua cá hú nè, mình rửa sạch cá hú. Rồi cái này là lòng mề gà, một hồi mình sẽ xào với lại củ hành. Còn với lại sườn non là mình kho trứng cút. Còn cái này là đồ nấu canh chua. Nào là đậu bắp nè, tất cả các gia vị nêm canh chua. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ nấu canh chua nè. Mình bắt một cái nồi nước, thì mình nấu ở đây khoảng tầm một tô cho hai người ăn thôi nha cô chú anh chị. Rồi sau đó là mình cho gia vị vào, rồi mình cho cá vô. Thì mình cho cá mình đừng tanh á, là mình sẽ đập hai củ hành tím mình cho vô, sau đó mình cho cái phần thơm vô, rồi mình nêm nếm gia vị. Tại vì mình mua cái thức ăn này á là nó có gia vị sẵn cho mình luôn nha cô chú anh chị. Rồi sau một hồi thì cái phần đậu bắp mình cũng cho vô luôn nè. Thì mình nêm nếm theo khẩu vị ăn của gia đình. Hôm nay là mình quay sơ sơ cho cô chú anh chị, không có chi tiết nha. Đó, mình cho bạc hà vô nè. Rồi sau đó là cuối cùng là mình cho cái phần giá vô. Thì như vậy á, cá cũng chín và tất cả rau cũng chín rồi. Thì bây giờ bắt đầu mình cho cái rau niêm vô. Wow, rau thơm nè, ớt nè. Rồi sau đó là mình sẽ cho cái phần tỏi phi á. Mình cho tỏi phi vô nồi canh chua của mình là nó sẽ rất là thơm luôn nha. Đây là cái nồi canh chua của mình xong rồi nè cô chú anh chị. Hôm nay là mình làm món canh chua này là nhanh gọn lẹ luôn nha. Rồi tiếp tục sau đó là mình sẽ làm món khác. Thì ở đây là mình cũng đập tỏi phi thơm lên, mình xào xả. Rồi sau đó là mình cho lòng mề gà vô, mình nêm nếm theo khẩu vị ăn của gia đình nè. Sau một hồi thì lòng mề gà chín thì mình cho củ hành trắng và hành lá vô. Rồi như vậy là mình có một miếng, một dĩa lòng mề gà xào với lại củ hành nha. Đó, rất là hấp dẫn luôn cô chú anh chị. Rồi sau đó mình trang trí vài cọng ngò và ớt lên. Như vậy là mình mời cả nhà cô chú anh chị cùng thưởng thức thôi. Sau một hồi thì cái phần sườn non của mình kho trứng cút ha. Mình kho sườn mềm thì sau đó là mình cho cái phần trứng cút vô. Hôm nay là mình kho nhanh gọn lẹ luôn nha. Thì gia vị nêm mà nào là nước mắm nè, dặn thêm tí xíu muối, thì bột ngọt, đường. Đó, cái màu sắc rất là đẹp. Đó, mình cho trứng cút vô thì nó kẹo lại. Wow, rất hấp dẫn luôn. Rồi sau một hồi thì đây, cái sườn non kho trứng cút của mình cũng xong. Bắt đầu mình cho xíu hành lá vô. Mình cho ra đĩa và sau đó là mình trang trí vài lát ớt lên. Là cái dĩa thịt của mình. Ok. Rồi quá hấp dẫn. Mời cả nhà mình cùng thưởng thức bữa cơm gia đình. Và sau đó tiếp tục mình sẽ làm các món khác.
Rồi bây giờ bắt đầu mình chiên cánh gà chiên nước mắm. Trước tiên là mình chiên cánh gà trước nè. Đó, cánh gà vàng. Thì sau đó là mình đập tỏi, mình phi. Rồi mình chiên cánh gà xong, sau đó là mình cho chảo dầu, mình cho tỏi vô, mình phi thơm lên. Sau đó là mình cho đường, muối, bột ngọt, nước mắm. Thơm ngon nữa thì mình cho tí xíu tương ớt nha. Rồi sau đó là mình thả cánh gà vô, mình cho nó sền sệt, nó kẹo lại, nó sẽ thấm gia vị nè. Rồi sau một hồi thì cho củ hành tím vô, củ hành trắng cũng được. Ở đây mình cho củ hành trắng, củ hành tím lớn cũng có nha cô chú anh chị. Rồi sau một hồi thì cánh gà của mình cũng xong rồi nè. Wow, rất là hấp dẫn luôn. Cái món này là trẻ con cũng rất là thích đây. Rồi cho vài lát ớt lên. Wow, rất hấp dẫn. Tiếp tục mình sẽ làm món khác. Mình cho dầu lên, mình cho tỏi phi thơm lên, sau đó là mình thả gà vô. Thì bây giờ mình nấu cái phần gà này là gà kho rau găm. Mình đã ướp gà sẵn rồi. Bây giờ mình bắt lên mình kho. Mình cho tí xíu nước vô cho ngập gà để cho gà thích chín. Rồi mình nêm nếm theo khẩu vị ăn của gia đình nha. Thì sau một hồi thì cái phần gà của mình nó cũng chín nè. Nó như vậy là nó đã chín rồi. Thì mình kho phần rau găm này á, là mình kho có nước sệt sệt nha. Rồi một hồi là mình cho phần rau găm vô. Cho phần rau găm vô thì nó chỉ sôi bùng lên. Sau đó là mình cho hành lá vô. Giờ mình cho vài lát ớt vô. Mình cho xíu tiêu nữa là cái món ăn của mình hoàn thành nha cô chú anh chị. Wow, rất hấp dẫn luôn, thơm phức luôn. Tiếp tục mình sẽ làm món khác nha. Bây giờ là cá thác lát nấu với lại canh cải mè xanh nè. Thì cá thác lát này mình nhồi chung với lại cái gì ta? Nhồi chung nha, sau đó là mình nêm nếm gia vị giò sống. Giò sống nha. Rồi sau đó là mình bắt nước sôi lên. Thì mình nêm nếm đường, muối, bột ngọt gì đó cho vừa ăn. Sau đó mình cho hai lát gừng vô luôn. Rồi mình cho cá thác lát vô. Sôi bùng lên là cá thác lát chín, là mình cho cái phần cải vô. Rồi mình trộn đều lên và sau đó là mình nêm nếm theo khẩu vị ăn của gia đình nha. Rồi sau một hồi thì cái phần cá với cải của mình chín rồi nè. Mình sẽ cho xíu hành lá vô. Wow, rất là hấp dẫn luôn. Giờ nó thơm mùi gừng lắm. Đây, rất là ngon nha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục như vậy mình sẽ nấu món canh khác nữa nè. Mình bắt nước sôi lên, sau đó mình cho củ hành tím vô, sau đó mình cho cái phần sườn vô nè. Thì cái phần này đó là mình nấu sườn non hầm cải chua nha. Rồi mình nêm nếm gia vị vô, đường, muối, bột ngọt, xíu nước mắm nha. Rồi thì mình cứ việc mình hầm xương cho nó mềm. Rồi sau đó mình nêm nếm theo khẩu vị ăn của gia đình. Rồi mình cho phần cải chua vô. Phần cải chua sôi bùng lên, sau đó là mình cho cà chua vô nè. Rồi bây giờ là mình nêm nếm lại nha.
cái món sườn hầm cải chua này cũng dễ ăn cơm lắm cô chú anh chị. Chỉ cần mình hầm như vậy, hầm xương vậy nè, mình bới tô cơm rồi sau đó cái chén nước mắm mặn nữa, vài lát ớt vô, rồi sau đó là mình chan cơm là bá kém chét luôn. Rồi sau một hồi thì cái phần canh của mình cũng được luôn rồi nè, mình sẽ cho rau nêm vô, thêm vài lát ớt nữa. Rồi như vậy là mình múc ra, mình mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng thưởng thức bữa cơm gia đình với bếp Linh Nguyễn nha. Mình cho thêm tí xíu tỏi phi nữa cho nó thơm nè. Rồi mình đã giới thiệu 7 món ăn nhanh gọn lẹ cho cô chú anh chị mình cùng xem rồi. Thôi mình kết thúc clip tại đây nha. Mình chúc cô chú anh chị và các bạn luôn sức khỏe, vui vẻ, bình an và hạnh phúc, lúc nào cũng thành công trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình trong cái clip lần sau nha. Bye bye.